Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay tên Đức Quảng bên nhà có mặt tại sông Từ Giang để đi giá trà hay là bọn chung để đánh bắt cá. Đây là nét đẹp truyền thống của ngư dân vùng sông nước xứ Quảng. Đây là cái chương đây mọi người. Cái chương thì được chắc bằng những thanh tre và dùng len để cho con cá về quảng và xung quanh được đào bở để cho mọi người không được vào đánh bắt. Giải chương thì càng rất là nhiều người để tham gia. Hôm nay thì có khoảng 13 người. Đây là những anh em đi giải trà đây mọi người. Hôm nay thì đi chương của chú Trần Tấn thì cái chương này thì chú dựng cái đây khoảng 5 tháng. Hôm nay đúng gần nước mới đi. Cái cụ để đi chương chiều tối hôm nay là hai cái nò. Cái nồi này là để tôm cá nó vào đó mọi người. Và một giò số chương. Sáu này là để dây quanh chương. Giá trà thì thường vào lúc dần dạng ban đêm nha mọi người, thì lúc dần dạng đen thì cá nó về trú ẩn, thường thì đi vào ban đêm thì tôm cá nhiều hơn ban ngày. Nghề giá trà này thì có thâm niên từ rất từ lâu đời, từ thời ông cha ta đi lại trước năm 55 đã có nghề giá trà này rồi. Như chú Bảnh, chú Lại thì có thâm niên khoảng mấy chục năm được nha mọi người. Nghề giá trà này thì trước đây thì tôm cá rất nhiều, đánh không hết nha mọi người. Thời gian gần đây thì do môi trường nên tôm cá cũng dần dần ít lắm. Có gì thì mình cũng khoảng gì, chỉ còn vài một số hộ gia đình còn lưu giữ lại cái nghề truyền thống của ông cha ta để lại. Mấy chú thì giá trà này thì thường từ tháng 4 tháng 7 thì tôm cá rất nhiều, đặc biệt là cá nao, cái gì qua cái rảnh. Công đoạn giá trà thì quan trọng nhất là dây số và quen giờ. Như vậy là lúc này là trời cũng chập tối thì cũng đoạn chuẩn bị vai số để đi chương bắt đầu. Trước lúc vai số thì cũng đoạn gõ
Thì con cá nó chạy về chưa chú ẩn nó mà hợp. Đánh ghê kìa. Ốc em bảo ốc. Từ rất là lâu rồi nha cái nhà, từ đàn ông cho ta để lại. Việc đánh bắt cá kiểu này thì không gây hại đến môi trường mà cũng là nét đẹp văn hóa của người dân quê mình.
Như vậy là sau một thời gian quan trà thì bắt đầu cá ở trong chim bắt đầu nhảy lên dài là lưới bao quanh cái chim bên trên chim đó mọi người, là để cho cá nó khỏi nhảy ra ngoài. Lúc này là cá bắt đầu nhảy, và đây là cái nò này là khi mà dãy số nhỏ lặn thì cá sẽ vào trong cái nồi này, và cái này này để chứa cá quá để sáng ngày mai đổ nò để đem đi chợ bán cho mọi người. Mai thì nó được một con cá đánh nó nhảy lên dài mọi người. Ở cái này thì gọi là cá chép hay là cái gì đó, mà ở vô mình thì đây là gọi là con cá đánh. Mùa này thì đi chơi thì cá đánh, cá đấu, cá nào rất nhiều mọi người ạ. Ừ, có một em cá nào rồi anh ơi. Này con nào, lúc này thì có rất nhiều quá rồi đó mọi người. Con nào có cảnh đây nhưng mà thì lúc này thì các chú của anh đang quan trà cá vẫn tiếp tục nhảy lên dài mọi người. Bình xíu bình sao lên chú ơi. Ừ, bỏ qua luôn mẹ. Hả? Bơ bơ. Ôi trời. Là một gang hay. Quán này đem về để chuẩn bị chút nữa thì kho để cho mấy anh em đi chưa về ăn nhậu nha mọi người. Gì gì yếu cái gì à, cái cảnh em bỏ lỏng cái nào em bỏ lỏng
không về nhá. Ừ, mà có được quay cái chụp của anh ăn cả. Còn còn ăn rồi. Bữa lại tao phi mua lại tao hơn nè. Cái quá đâu. Thì có ai có cái quay tao lại bỏ cái bài nó khỏi tao. À, lý chương lúc này thì cá đủ lưới lưới cá mọi người. Có cả tôm còn xanh nữa mọi người. Như vậy là sau một thời gian khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ thì việc quen trà đã xong. Bây giờ là việc bắt cá về chút nữa kho ăn đó mọi người. Các anh em chúng đang bắt cá. Chứ là bắt cái nào về kho đó mọi người. Không biết gỡ đi. Không biết tôm gỡ. Đây là hầm nó chén hầm với tôm không ạ?
Cần Thơ đó hả? Mà con có bóng kiến nghe. Với là con cũng rồi. Không biết là chặt em có nào. Nè, mấy 10 kiến có nào nữa kìa. Và đây là nồi cá chú Phi, mau chú Phi về cao chú Phi ơi. Cho anh em đi chơi để thưởng thức và ăn nhậu đây mọi người. Gồm những nồi cá gồm có những thứ là bánh đào và cá trảnh và cá đối đó mọi người. Có quê tôi đến là có thịt có chợ bò đó. Đi mời đi cô đánh bận thế này. Là mấy ai mua giùm anh Tùng xuống lái nè. Mấy người gáp tôi dĩa đi cho đồng người chị Dung mới ai mua giùm nó ngay gì lá thế có nào nhiều nữa hả? Mới lái không biết từ từ tới chạm để lái số điện thoại ông mua đi cái chạm rồi nhờ mua giùm cái điện chứ không mơ nhưng mà sợ chạm gì cái bọn nó nhờ mua giùm đi dùm cho mọi người ăn chứ mà mình máy là hành đại quên được luôn rồi mấy thì mẹ còn thành xuống rồi như vậy là sau một buổi tối đi chương vất vả liền thì mấy anh em trong hội đi chương mà thưởng thức với nhau những con cá tươi ngon đặc sản vùng sông nước xứ Quảng và nhâm nhi những lao động và vất vả. Coi đi, coi. Đàn á mày không thế nè. Thử coi chụp mình đưa đây một số ngã điện tâm. Và đây là công đoạn quan trọng nhất và hấp dẫn nhất. Đó là đổ nào
để chuẩn bị đem lên chợ bán đấy cho mọi người. Đây là cái nò đầu tiên. Lúa nò thì chú Tương dạy từ khoảng 2 rưỡi sáng để đổ nò, để kịp lên chợ bán để những đầu nào chở đi ra Đà Nẵng bán đó mọi người. Vì cá chim là cá đặc sản nên thường các đầu nào thu gom hết đem ra Đà Nẵng để bán. Những người dân ở đây nó vui thì cá chim thì dân ở đây ăn nổi đâu, có dân thành phố ăn được con cá chim thôi. Vì cá chim thì nó sống trong chim và nó ăn những cục vuông, nó rất béo và ngon, hoàn toàn là cá tự nhiên nha mọi người. Lúc này thì tầm khoảng 2 rưỡi sáng đó mọi người, chủ trương bắt đầu đổ nò để đem lên chợ bán. Có việc đổ cái nào tiên thì cánh lúc này rất là nhiều mọi người nha. Cáo có là nhiều. Có rất là tươi ngon, nhảy đành đạch mọi người nha. Chủ yếu là bánh nâu, cá tròn, có đối và cá đảnh, cá hanh và cá hồng nữa mọi người. Thank you.
cao thế này. Like.